Xin chào các bạn, tôi là Thuận Bờm. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật giả sút để qua người 1v1 hiệu quả. Điểm đầu tiên bạn cần biết trong kỹ năng giả sút đó là thực hiện động tác sút bóng. Điểm thứ hai là chọn thời điểm và khoảng cách thích hợp để dừng hoặc chuyển hướng bóng khi hậu vệ làm động tác chắn cú sút của bạn. Điểm thứ ba đó là bạn cần tăng tốc quyết đoán về một hướng và vượt qua hậu vệ. Chúc các bạn tập luyện thật tốt. Tôi là Thuận Bờm,